Ngư dân Đài Loan đối đầu tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Trung Quốc. Nhóm kiến của Đảng Cộng hòa theo chân ông Trump sắp được triển khai. Khảo sát, đa số muốn luật sư đặc biệt điều tra Hunter Biden. Nhà máy hóa chất Trung Quốc phát nổ dữ dội, mây hình nắm cao hơn 100m. Trung Quốc bất ngờ trừng phạt quan chức Iceland. Trung Quốc dùng cơ sở giáo dục xâm nhập Đông Âu để tiến vào châu Âu. Quý vị và các bạn đang theo dõi một tin quốc tế mới nhất sáng ngày 18 tháng 4 của DKN TV. Tiếp sau đây là các nội dung chi tiết. Tờ Liberty Times của Đài Loan ngày 17 tháng 4 đưa tin rằng, vào lúc 4 giờ chiều ngày 15 tháng 4, một ngư dân Đài Loan đã đối đầu trực tiếp với một tàu khu trực mang tên lửa dẫn đường 054A của Hải quân Trung Quốc, băng qua phía tây đường trung tâm eo biển và đi vào eo biển Đài Loan với tốc độ cao các ngư dân chụp ảnh có số hiệu thân tàu là 532. Theo ảnh xác minh, đó là khinh hạm Kinh Châu của Hải quân Trung Quốc. Theo báo cáo, bãi Càng Đài Loan luôn là ngư trường truyền thống của ngư dân Đài Loan. Như những năm gần đây, ngoài việc tàu cá Trung Quốc vượt biên đánh cá, còn xuất hiện các tàu cá sỏi của Trung Quốc tập kết cá sỏi khai thác trộm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái và hiện nay đã có tàu chiến Trung Quốc băng qua giữa eo biển, khiến nơi đây trở thành vùng nhạy cảm hai bên eo biển. Trước động thái của tàu khu trục nhỏ của Trung Quốc, Hải quân Đài Loan tuyên bố rằng mọi thứ đang trong tầm kiểm soát và việc giám sát và do thám chung đã được bắt đầu. Nhưng nó liên quan đến bí mật quốc gia và không tiện tiết lộ các chi tiết liên quan. Trong khuôn khổ cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Nhật cuối tuần này, Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga hôm thứ Sáu theo giờ Mỹ cho biết ông sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un để giải quyết về vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc nhiều thập kỷ trước. Ông cũng cho biết, ông sẵn sàng gặp ông Kim mà không có bất kỳ điều kiện nào để thảo luận về cách cải thiện mối quan hệ giữa hai nước. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để gặp chủ tịch Kim Jong Un mà không có điều kiện gì, hướng tới giải quyết vấn đề bắt cóc và hướng tới thiết lập mối quan hệ hiệu quả với Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Nhật Bản cho biết trong một cuộc hội thảo ảo do trung tâm có trụ sở tại Washington tổ chức nghiên cứu chiến lực và quốc tế. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đến thăm lăng mộ của người ông quá cố và người sáng lập quốc gia Kim Nhật Thành để kỷ niệm ngày sinh của ông. Truyền thông nhà nước đưa tin hôm thứ Sáu ngày 16 tháng 4. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết, Kim và vợ đã đến thăm cung điện mặt trời Kum hôm thứ Năm, nhân kỷ niệm 109 năm ngày sinh ông nội. Lần này là nơi đặt thi hài của người ông và người cha quá cố của ông Kim. Kể từ khi nhậm chức vào cuối năm 2011, Kim đã đến thăm lăng mộ hàng năm để đánh dấu kỷ niệm nhưng ông đã bỏ qua một chuyến đi vào năm ngoái trong bối cảnh lo ngại về đại dịch viêm phổi vũ hán làm dấy lên nhiều đồn đoán về sức khỏe của ông. Trong một bài báo riêng, KCNA cho biết ông Kim và vợ cũng đã xem một buổi biểu diễn có tựa đề cùng đảng mãi mãi do các đoàn nghệ thuật lớn biểu diễn nhân kỷ niệm ngày sinh. Dữ quan sát cho rằng các hoạt động kỷ niệm năm nay của Triều Tiên có vẻ lớn hơn năm ngoái. Một quan chức của bộ thống nhất ở Seoul trước đó nói rằng Triều Tiên dường như đang thể hiện sự tự tin trong việc xử lý đại dịch khi nước này đang tổ chức nhiều lễ kỷ niệm khác nhau trong năm nay. Một công đoàn y tế ngày 17 tháng 4 cho biết, nhờ hoạt động đối lập Alexei Navalny ngày càng có nguy cơ suy thận và thể lực của ông ấy đang xấu đi sâu hơn 2 tuần tuyệt thực. Ông Navalny đã tuyệt thực vào ngày 31 tháng 3 để phản đối điều mà ông cho rằng chính quyền nhà tù đã từ chối điều trị thích hợp cho ông vì chứng đau lưng và chân cấp tính. Alexandra Zakharova, đại diện của Công đoàn Liên minh Bác sĩ cho biết, tình trạng của ông ấy thật sự rất nguy kịch. Công đoàn Liên minh Bác sĩ là một nhóm mà chính quyền Nga coi là các nhà hoạt động đối lập. Bà Zakharova trích dẫn các xét nghiệm thu được thông qua các luật sư của ông Narani. Bà nói với Reuters, chúng tôi đã xem các xét nghiệm và chúng rất tệ. Lượng kali của ông ấy cao và có các chỉ số cao khác cho thấy thận của ông ấy có thể sớm bị hỏng. Điều này sẽ dẫn đến bệnh lý nghiêm trọng và có thể xảy ra ngừng tim. Giới chức Nga hồi tháng 2 tuyên án ông Navalny 2 năm rưỡi vì cáo buộc vi phạm lệnh ân xá sau khi trở về nước từ Đức, nơi ông được chữa trị sau nghi vấn bị đầu độc bằng chất độc thần kinh. Khoảng 80 nhà văn, diễn viên, nhà sử học, nhà báo và đạo diễn nổi tiếng đã viết một bức thư ngõ cho Putin hôm thứ Sáu ngày 16 tháng 4, thúc giục ông đảm bảo cho chính trị gia Navalny được chăm sóc y tế khẩn cấp. Hôm thứ Bảy, ngày 17 tháng 4, Thủ tướng Séc và Bộ trưởng Ngoại giao cho biết Cộng hòa Séc đang trục xuất 18 nhà ngoại giao Nga vì nghi ngờ rằng các cơ quan tình báo Nga có liên quan đến một vụ nổ kho đạn vào năm 2014. Nguồn tin ngoại giao được Interfax trích dẫn cho rằng việc trục xuất có thể khiến Nga đóng cửa đại sứ quán của Cộng hòa Séc ở Moscow. Một số vụ nổ đã làm rung chuyển kho đạn Vybortsya, cách thủ đô Braha 330 km về phía đông nam vào ngày 16 tháng 10 năm 2014. Vụ nổ đã khiến hai nhân viên của một công ty tư nhân đang thuê kho đạn từ một tổ chức quân sự nhà nước tử vong. Hamasec cho biết 18 nhân viên đại sứ quán nga được xác định là nhân viên mật vụ sẽ được lệnh rời khỏi quốc gia NATO trong vòng 48 giờ. Một nhóm các thành viên đảng Cộng hòa Hoa Kỳ tại Hạ viện đang thành lập một cuộc họp kín tập trung vào cải cách bầu cử trên toàn quốc, hạn chế quyền lực của Big Tech và các giảm nhập cư bất hợp pháp. Nhân biểu Marjorie Taylor Greene đang lãnh đạo việc thành lập nhóm họp kín nước Mỹ trên hết viết tắt là AFC. Theo Bunchbowl News đưa tin, nhóm đã xuất bản một tài liệu dài 7 trang phát tạo nền tảng của cuộc họp kín. Tài liệu cho biết, cuộc họp kín tồn tại đã thúc đẩy các chính sách của quốc hội vì lợi ích lâu dài của quốc gia Mỹ, và nó sẽ theo bước chân của cựu tổng thống Donald Trump. Người phát ngôn của bà Quinn xác nhận với CNN rằng bà đang giúp hình thành cuộc họp kín mới, cuộc họp mà ông nói sẽ được công bố cho công chúng rất sớm. Dân biểu Louis Gomez, đối với các phóng viên tại The Capitol rằng cuộc họp kính là có thật và Green có tham gia vào việc tạo ra nó. Ông nói, trọng tâm chính là đảm bảo một nước Mỹ hùng mạnh để có thể giúp đỡ các nước khác. Dân biểu Matt Gaetz cho biết, ông sẽ tham gia trên một dòng tweet. Cụ thể, ông viết, Chúng tôi sẽ chấm dứt chiến tranh, ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp và thúc đẩy thương mại công bằng cho người lao động Mỹ. Đó vốn chỉ là một tác phẩm ăn khách của chính sách nước Mỹ, sâu cùng của Big Media, Big Tech và Big Government một cuộc thăm dò mới của TIPP cho thấy, đa số người Mỹ được hỏi, bao gồm cả đảng viên dân chủ, đã ủng hộ việc bổ nhiệm một cố vấn đặc biệt để điều tra Hunter, con trai của tổng thống Mỹ Joe Biden. Cụ thể, 68% người Mỹ được hỏi bày tỏ sự ủng hộ đối với việc tổng chưởng lý Merrick Garland chỉ định một luật sư đặc biệt điều tra các thành viên gia đình Biden. Câu hỏi của cuộc khảo sát là: con trai của tổng thống Biden, Hunter Biden và anh trai của tổng thống Biden, James Biden bị cáo buộc đang bị điều tra liên bang về các vấn đề về thuế và tài chính. Bà đồng ý hay không đồng ý rằng Tổng trưởng lý Mark Garland nên chỉ định một cố vấn đặc biệt để đảm nhiệm điều tra các trường hợp của họ một cách độc lập với chính quyền Biden. 42% đồng ý mạnh mẽ, 26% đồng ý phần nào, 7% không đồng ý một chút và 6% hoàn toàn không đồng ý. 18% còn lại là không chắc chắn. Cuộc thăm dò cũng cho thấy 85% đảng viên Cộng hòa ủng hộ việc bổ nhiệm một cố vấn đặc biệt, cùng với 65% đảng viên dân chủ và 66% người trung lập về chính trị. Một người đã được tiêm phòng đầy đủ vaccine viêm phổi Vũ Hán hay Covid-19 đã chết vì chính căn bệnh này ở Texas. Các quan chức thông báo hôm thứ Sáu ngày 16 tháng 4. Một trong số 15 trường hợp tử vong được báo cáo ở quận Dallas là một người bị suy giảm miễn dịch đã tiêm hai liều vaccine Covid-19. Thẩm phán Clay Jenkins, quan chức dân cử hàng đầu của quận, cho biết trong một tuyên bố. Ông James Skin nói, những người bị suy giảm miễn dịch vẫn dễ bị nhiễm loại virus chết người này ngay cả khi đã tiêm phòng. Nếu bạn có các thành viên trong gia đình có nguy cơ mắc bệnh cao, điều quan trọng là bạn phải tiêm vaccine và tránh đám đông để có thể bảo vệ họ tốt nhất. Sáng ngày 17 tháng 4, một vụ nổ dữ dội đã xảy ra tại nhà máy hóa chất Hình An ở Thái Nguyên, Sơn Tây, Trung Quốc. Nhà chức trách cho biết hai người thiệt mạng và ba người mất liên lạc. Người dân địa phương cho biết, tiếng nổ rất lớn khiến cửa kính khu vực xung quanh rung chuyển. Một đoạn video được cư dân mạng đăng tải cho thấy sau vụ nổ, một đám mây hình nấm khổng lồ lao thẳng lên bầu trời. Một số người dùng mạng ở địa phương đã cho biết, tôi là học sinh của trường học bên cạnh, tôi đã sợ chết khiếp vì vụ nổ vào buổi sáng. Người khác nói, tôi nghe thấy tiếng động lớn và nghĩ đó là tiếng sấm. Tôi đã ngủ vào buổi sáng và kính rung chuyển, sau đó tôi đi ra ngoài để xem, khó dài đặt ở khắp nơi, Cửa sổ của tôi rung chuyện dữ dội và âm thanh rất lớn. Tôi nghĩ đó là một trận động đất. Tôi hy vọng rằng sẽ không còn tin xấu nữa. Ngày 14 tháng 4, Hồng Kông xác nhận có ít nhất hai phụ nữ mang thai trên 20 tuổi bị băng huyết sau khi tiêm vaccine phu vi thai của BioNTech khiến thai chết lưu. Chính quyền Hồng Kông chỉ thông báo về vụ việc sau khi bị truyền thông phanh phui. Trước đó, nữ diễn viên Hồng Kông họ Lâm cũng đã tiết lộ trên mạng xã hội vào đầu tháng 4 rằng cô đã bị sảy thai và trước đó cô cũng đã tiêm vaccine phu thai. Theo báo cáo của Stans News và Apple Daily, Bộ Y tế của Chính phủ Hồng Kông đã tiếp nhận hai trường hợp sảy thai lần lượt vào ngày 8 tháng 4 và ngày 12 tháng 4. Trường hợp sảy thai đầu tiên liên quan đến một phụ nữ 32 tuổi. Cô được tiêm vaccine tại một trung tâm tiêm chủng ở Hồng Kông vào ngày 8 tháng 4. Cô không bị khỏe sau khi tiêm vaccine phu thai. Đến ngày 11 tháng 4, cô bị ra máu vùng hạ vị, đau tức bụng dưới và xuất viện. Sau đó, cô đến khoa cấp cứu tai nạn bệnh viện Queen Mary và phát hiện thai nhi đã chết luôn. Bệnh viện giám định thai nhi khoảng 23 đến 24 tuần tuổi. Bệnh viện thông báo về vụ việc này ngay trong ngày 12 tháng 4, nhưng các nhà chức trách không công bố ngay sau đó. Một trường hợp liên quan đến một thai phụ 32 tuổi khác, cô được tiêm vaccine vào ngày 23 tháng 3. Ngày 31 cùng tháng, cô đến khoa tai nạn và cấp cứu bệnh viện Queen Elizabeth để điều trị y tế. Tờ Apple Daily đưa tin thai phụ đã mang thai hơn 20 tuần. Sở Y tế nhận được thông báo vào ngày 8 tháng 4 và cuối cùng 5 ngày sau mới thông báo. Họ cũng cho biết hiện tại chưa có bằng chứng xác thực hai trường hợp thai chết lưu có liên quan đến tiêm chủng. Sự cố sảy thai sau khi tiêm một lần nữa khiến dư luận lo lắng về độ an toàn của vaccine viêm phổi Vũ Hán hay còn gọi là Covid-19. Trước đó, nữ nhân viên 31 tuổi người Hồng Kông Lâm Thiên Dư đã tiết lộ trên mạng xã hội Instagram vào ngày 4 tháng 4 rằng cô đã bị sảy thai và cô cũng đã tiêm vaccine BioNTech vào ngày 23 tháng 3. Ông Cận Gia Nhân, một chuyên gia sản phụ tại Hồng Kông, đã nói với tờ Apple Daily rằng phụ nữ mang thai không nên được khuyến cáo tiêm vaccine viêm phổi Vũ Hán vì dữ liệu liên quan không đủ và các bác sĩ cũng cảm thấy rằng nó không đủ an toàn. Ông cũng nhấn mạnh rằng vaccine viêm phổi Vũ Hán là vaccine khẩn cấp và không thể so sánh với vaccine cúm đã được sử dụng trong nhiều năm. Ngay cả dữ liệu và dân số nói chung cũng không đủ và không thể chứng minh rằng nó an toàn cho phụ nữ mang thai. Ông khuyến cáo những ai có ý định tiêm phòng nên hỏi ý kiến bác sĩ. Và tốt nhất nên thử máu trước để an toàn cho việc mang thai. Hướng dẫn tiêm chủng của chính phủ Hồng Kông hiện nay quy định phụ nữ mang thai không được tiêm vaccine do khoa học và công nghệ do Trung Quốc sản xuất. Tuy nhiên, đối với vaccine BioNTech thì không ghi rõ cấm phụ nữ mang thai và chỉ ghi vaccine BioNTech và vaccine AstraZeneca ảnh hưởng phôi thai và trẻ sơ sinh. Vào ngày 16 tháng 4, Đại sứ quán Trung Quốc tại Iceland bất ngờ đưa ra tuyên bố rằng vì Iceland tuân theo Liên minh châu Âu và đơn phương trừng phạt các cá nhân và thực thể có liên quan của Trung Quốc về vấn đề nhân quyền ở Tân Cường, nên Bắc Kinh đã quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt tương tự truyền thông Iceland tiết lộ rằng người bị trừng phạt là một luật sư đã công khai chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc và chính quyền Iceland đã phản đối điều này. Theo truyền thông Iceland, mục tiêu của các lệnh trừng phạt của Đảng Cộng sản Trung Quốc là luật sư Jonas Haraldsson, người đã có bài viết hồi tháng 10 năm ngoái chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nội dung bài báo không liên quan gì đến Tân Cường, chủ yếu chỉ trích vấn đề bất động sản thuộc sở hữu của Đại sứ quán Đảng Cộng sản Trung Quốc và vai trò của nó trong thời kỳ đại dịch toàn cầu. Bộ trưởng Ngoại giao Iceland nói với tờ báo đã đăng bài của luật sư Harrison rằng, Chúng tôi rất ngạc nhiên khi hình phạt này nhắm vào công dân Iceland, và ông ấy chỉ đang thực hiện quyền tự do ngôn luận do hiến pháp cấp. Ông ấy bị đối xử như vậy là không thể chấp nhận được. Bản thân Harrison nói rằng, với tư cách là người Iceland duy nhất bị đảng Cộng sản Trung Quốc trừng phạt và là người duy nhất được coi là đáng bị phỉ nhổ, ông ấy tất nhiên rất tự hào. Vào ngày 16, Rayhan cover một thành viên của Nghị viện châu Âu, cũng bị Đảng Cộng sản Trung Quốc trừng phạt trải đũa và được liệt kê ở đầu danh sách trừng phạt, đồng thời cũng là trưởng phái đoàn của Nghị viện châu Âu tới Trung Quốc. Đã đăng lại báo cáo liên quan trên Twitter và vui mừng và bày tỏ, làm tốt lắm, tiến lên. Phần cuối bản tin, kính mời quý vị nghe bài bình luận về chiến thuật đầu tư cho giáo dục Đông Âu để xâm nhập châu Âu của chính quyền Trung Quốc. Trung Quốc đã cung cấp cho Hungary một khoản vay khổng lồ đã xây dựng một chi nhánh của đại học Phúc Đáng, Thượng Hải ở Budapest. Kế hoạch này đã bị chỉ trích mạnh mẽ bởi các quan chức địa phương. Họ cho rằng nó có thể khiến Hungary rơi vào bẫy nợ, đồng thời mang lại lợi ích kinh tế và chính trị cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một số nhà phân tích cho rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đang áp dụng một số chiến lược tương tự như Nga để mở rộng ảnh hưởng của mình ở Đông Âu, cũng như các nước thành viên EU và NATO. Đảng Cộng sản Trung Quốc chi tiền cho Đại học Trung Quốc, lần đầu tiên mở chi nhánh ở nước ngoài. Theo tường thuật của tiếng nói Hoa Kỳ, Bộ đội mới và công nghệ Hungary ngày 10 tháng 2 thông báo, Hungary và Trung Quốc đã ký các văn kiện liên quan để đồng sáng lập chi nhánh của Đại học Phúc Đáng ở Budapest, Hungary. Đây sẽ là lần đầu tiên một cơ sở giáo dục đại học ở Trung Quốc mở một trường học ở nước ngoài. Chi nhánh của Đại học Phúc Đáng được coi là dự án đầu tư lớn nhất vào lĩnh vực giáo dục của Hungary trong những thập niên gần đây, phương tiện truyền thông Hungary Direct T36 đã công bố một phóng sự điều tra dài vào ngày 6 tháng 4 dựa trên các tài liệu chính phủ thu được, tiết lộ nhiều chi tiết về dự án này. Phóng sự này sau đó đã được đăng lại và trích dẫn bởi nhiều phương tiện truyền thông. Theo đó, chi nhánh của Đại học Phúc Đáng ở Budapest dự kiến bắt đầu hoạt động vào năm 2024 với tổng vốn đầu tư lên tới 1,5 tỷ euro, khoảng 1,8 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, Trung Quốc sẽ cung cấp cho Hungary khoản vay 1,25 tỷ euro, tương đương với 1,5 tỷ đô la Mỹ. Việc xây dựng trường sẽ do Tập đoàn Xây dựng Nhà nước Trung Quốc đảm nhận, sử dụng vật liệu xây dựng của Trung Quốc và công nhân Trung Quốc. Truyền thông địa phương cho rằng, công ty xây dựng thuộc sở hữu Nhà nước Trung Quốc có dính điếu đến các vụ bê bối tham nhũng và gián điệp. Hungary lo ngại bẫy nợ, dự án sẽ làm tăng ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đại tiếng nói Hoa Kỳ tuyên bố rằng, dự án chi nhánh của Đại học Phúc Đáng ở Budapest sẽ ra thành một sự kiện mang tính bước ngoặt để đảng Cộng sản Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng của mình ở châu Âu. Truyền thông địa phương cho rằng, nhiều giáo viên, nhà nghiên cứu và sinh viên có xuất thân từ Trung Quốc sẽ vào Hungary thông qua phương thức này. Lòng trung thành của họ đối với đảng sẽ cao hơn tự do học thuật, và ảnh hưởng chính thức của đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Hungary sẽ được gia tăng hơn nữa. Số tiền đầu tư vào dự án này thậm chí còn vượt quá tất cả các khoản chi phí của Hungary cho hệ thống giáo dục đại học vào năm 2019. Do đó, dư luận địa phương cũng lo lắng rằng người nộp thuế sẽ phải chịu gánh nặng và Hungary có thể rơi vào bẫy nợ của Trung Quốc. cái lực lượng đối lập cánh tả và cánh hữu ở Hungary đều bị sốc trước động thái này của chính quyền. Một tuyên bố do đảng xã hội Hungary đối lập cho biết, dự án chi nhánh của Đại học Phúc Đáng sẽ không mang lại bất kỳ lợi ích nào cho nền kinh tế Hungary, và thay vào đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ xây dựng một trường đại học Trung Quốc ở Hungary. Thị trưởng quận 9 của Budapest cũng đã đưa ra một văn bản nói rằng, Việc kinh doanh phải là đôi bên cùng có lợi, không phải tất cả cổ tức đều do Đảng Cộng sản Trung Quốc thu được và chỉ để lại các khoản nợ cho Hungary. Thị trưởng Budapest, Jokili Karasoni, bày tỏ sự phản đối của mình hôm qua Facebook và viết một bức thư ngõ cho văn phòng Thủ tướng Orbán. Ông Karasoni nói rằng, chi nhánh của Đại học Phúc Đáng sẽ trở thành công cụ để Trung Quốc gây ảnh hưởng chính trị ở châu Âu và tiếp tay cho các cơ quan tình báo an ninh của Đảng Cộng sản Trung Quốc hoạt động ở châu Âu và Hungary. và đối lập Hungary lo lắng rằng chi nhánh của Đại học Phúc Đáng có thể sẽ được xây dựng tại quận chính của Budapest, thay thế cho kế hoạch ban đầu là xây dựng dự án thành phố đại học với 8.000 phòng ký túc xá tại quận 9. Một vài năm trước, dự án này đã hoàn thành bản thiết kế được thực hiện bởi một công ty kiến trúc Na Uy. Đáng cực hữu đại diện cho lực lượng của chủ nghĩa dân tộc, lãnh đạo phong trào UBIC ở Hungary cũng kêu gọi chính phủ của ông Orbán hỗ trợ nhiều hơn cho dự án thành phố đại học, thay vì xây dựng một chi nhánh của Đại học Phúc Đáng bởi Hungary hiện đang phải đối mặt với tình trạng khó khăn khi có một số lượng lớn thanh niên di cư khỏi đất nước. Thị trưởng Budapest, Karasoni cảnh báo rằng, nếu chính phủ của ông Orbán thay thế thành phố đại học bằng dự án chi nhánh của Đại học Phúc Đáng, thành phố Budapest sẽ hủy bỏ giải vô địch Điện Kinh Thế Giới năm 2023. Ông bày tỏ hy vọng rằng, đối với chính phủ của ông Orbán, dự án thành phố đại học sẽ quan trọng hơn dự án chi nhánh của Đại học Phúc Đáng, vốn có thể mang lại lợi ích chính trị và kinh tế cũng như đặc quyền của các tổ chức an ninh của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Văn phòng báo chí của Thủ tướng Oban đã tổ chức một cuộc họp báo vào ngày 8 tháng 4 và nhấn mạnh rằng chi nhánh của Đại học Phúc Đáng và dự án thành phố Đại học không mâu thuẫn với nhau. Đồng thời nói thêm rằng chi nhánh của Đại học Phúc Đáng sẽ trở thành một trong những trường đại học tốt nhất trên thế giới. Thủ tướng Hungary ủng hộ Bắc Kinh và Moscow. Là một người mạnh mẽ trong chính trường châu Âu, Thủ tướng Hungary, Orbán đã bị chỉ trích trong các vấn đề tự do, truyền thông và nhân quyền trong những năm gần đây. Chính phủ của ông cùng nổi tiếng là thân Moscow và Bắc Kinh. Hungary hiện đang sử dụng một số lượng lớn vaccine COVID-19 của Trung Quốc và vaccine của Nga. Phe đối lập chỉ trích chính phủ Orbán mua máy thở và các thiết bị y tế khác từ Trung Quốc với giá cao trong đợt dịch năm ngoái. Trong khi nhiều nước châu Âu và phương Tây đang cảnh giác với gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc Huawei, thì các hoạt động của Huawei tại Hungary lại như cá gặp nước. Huawei cũng đã mở một trung tâm nghiên cứu và phát triển mới tại Hungary vào mùa thu năm ngoái. Tháng trước, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu xét xử hai công dân Canada, các nhà ngoại giao từ Canada, Mỹ, Anh và hơn 20 quốc gia châu Âu ở Trung Quốc đã ở ngoài tòa án để ủng hộ những người Canada bị xét xử, bày tỏ lo ngại về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt giữ tùy tiền. Nhưng các nhà ngoại giao Hungary tại Bắc Kinh đã không tham gia sự kiện này. Đảng Cộng sản Trung Quốc tập trung vào việc xâm nhập các nước Đông Âu quan trọng để làm bàn đạp vào Châu Âu. Theo đài tin nói, Hoa Kỳ, Hungary và Serbia được coi là hai điểm hỗ trợ quan trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Balkan và Trung Đông Âu và là bàn đạp chính để tiến vào nội địa Châu Âu. Khi mối quan hệ giữa một số nước Đông Âu và Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày càng trở nên lạnh nhạt, tầm quan trọng của hai nước này đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng tăng lên đáng kể. Nhưng không giống như Serbia. Hungary là một thành viên của Liên minh châu Âu và NATO. Iskandero, một học giả Nga và Đông Âu và Ban Căng, cho rằng mặc dù trong lĩnh vực an ninh, một số nước Đông Âu là thành viên của NATO phải duy trì liên kết chiến lược với Mỹ, Đức, Pháp và các nước khác. Nhưng trong các lĩnh vực khác như hợp tác kinh tế, thương mại và văn hóa, các quốc gia này có nhiều quyền tự chủ và không gian cho các hoạt động khác, tạo cơ hội cho Đảng Cộng sản Trung Quốc và Nga hoạt động ở Đông Âu. Chiến lược của hai nước này vì vậy rất giống nhau. Một tin quốc tế mới nhất sáng ngày 18 tháng 4 của DKN TV đến nay tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo.